Thưa quý vị, ở tỉnh Sóc Trăng có một ngôi chùa Khmer sở hữu những gốc kèn hồng thuộc lớp đầu dòng lâu năm nhất Việt Nam. Đó là chùa Phô Thi Thờ Lân, tọa lạc tại ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Dương kèn hồng tại chùa Phô Thi Thờ Lân, còn gọi là chùa Tập Rèn, cách trung tâm thị trấn Kế Sách khoảng 1,5 km về hướng xã Thới An Hội. Theo ông Kim Cho, một người có uy tín trong cộng đồng Khmer ở Tập Rèn, trước năm 1975, gốc kèn hồng đầu tiên được trồng tại cổng chùa. Sau vài năm, kèn hồng ra hoa, kết trái, rồi rụng xuống đất quanh cổng chùa. Sau mỗi mùa mưa, rất nhiều cây kèn hồng con mọc lên, được các nhà sư bứng ra trồng trong khuôn viên và các lối đi quanh chùa. Do vậy, hiện nay, ngoài 4 gốc kèn hồng trên 50 năm tuổi, trong khuôn viên và xung quanh chùa Phô Thi Thờ Lân còn có hàng chục gốc kèn hồng 30 năm tuổi. Những ngày gần đây, một số du khách đã tranh thủ đến ngắm và trekking tại vườn hoa kèn hồng ở chùa Phô Thi Thờ Lân, vì 2 tuần nữa, hoa sẽ rụng hết.